anh em. Hôm nay em giới thiệu cho các bác một dòng máy phát điện 4 thì. Con này là con 4 thì inverter nhá. Trọng lượng nó rất chi là nhẹ. Nó rơi vào tầm khoảng 23 đến 25 kg thôi ạ. Bình thường các dòng máy phát điện mà 4 thì rơi vào tầm 40 cân, nhưng mà con này nó là dòng inverter các bác nhá. Đấy. Để cho em đập bụng em mở cho các bác xem. Đây ạ. Đấy. Các bác xem cho bác xem nhá. Các thông số của máy đấy ạ. Đây ạ. Con này là Enowen. Đây con này là hàng này là hàng của Đức nhau nhé, xuất đi Đức đấy. Hàng rất xịn sò luôn các bác ạ. Đấy. Nhìn chất máy cũng rất cứng cáp các bác nhé. Đấy. Và các bác đổ cho em đây nhé, cái chỗ đổ nhớt đây ạ. Đây đổ nhớt đây, các bác đổ cho em 0.6 lít. Sau các bác để đứng như thế này, sau các bác mở ra các bác thăm nhớt này. Đây này các bác, nhớt là nhớt 4 thì của xe số các bác nhé, ra hiệu sửa xe. Đấy, ở trên này có vạch H và vạch N, thì mình đổ giữa cái vạch này, giữa vạch H và vạch N là được nhé. Đấy, đổ khi ta đổ nhớt xong này các bác làm sao mà căn, đầu tiên là đổ 0.6 đã, xong là mình xem thừa thiếu là mình căn dần. Đấy, đây bạn vào, xong khi các bác bật cho em công tắc này lên, on lên này, bật công tắc on lên nhá. Đấy, đây đầu sạc này. Đấy, đây là cổng ra này. Đấy, bật on lên. Đây, bật on lên là có điện nhá. Đấy, khi bật lên các bác này, về phần này bắt đầu các bác chuyển về neo gió, các bác gạt hết sang trái để đóng neo, xong các bác giật là đổ xăng nhá. Nhớ các bác phải đổ xăng à, sau các bác giật là sẽ nổ nhá các bác nhá. Đấy, khi nổ rồi các bác gạt xăng hết sang phải để cho ra đều. Đấy, khi không sử dụng nữa thì các bác cứ để nguyên máy nổ, các bác vặn về ợp cho em. Đấy, vặn cái này về ợp. Đây các bác vặn này về ợp cho em, khóa xăng, gọi là khóa xăng ấy, mục đích là để cho xăng nó khóa xăng này, để cho xăng nó nổ hết để không còn xăng trong chế nữa thì mình sẽ để được lâu các bác nhá. Đấy, cái này là rất chỉ là chú ý, các bác chú ý.